và tiếng còi cất lên hiệp một của hai đội bóng giữa Lucky và các thủ Qatar cũng đã chính thức được bắt đầu. Rất nguy hiểm, bóng vừa chạm vào mép ngoài của dập. Đó là một tình huống đánh đầu, một pha xử lý của Hữu Hải số 7, một pha chờ bóng vào có tầm điểm rơi cực kỳ tốt của cầu thủ Lucky. Switch có thể tận dụng những đường chuyền của tiền vệ số 13 này thì hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Hữu Danh quá ngôi, tầng bóng qua đầu công thành của số 10 lại bị mất bóng vào chân của hậu vệ đối phương. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống của Hữu Danh, một chạm để có thể vặn sườn của hậu vệ đối phương trước khi thực hiện cú lốc bóng công thành. Tiếp tục là phân bóng tấn công của Hoàng Trọng, luân cao được chuyền vào, cứu bóng. Pha phân bóng tấn công cực kỳ tốt của Hoàng Trọng, luân cao căng ngang nhưng tiếc là ở tuyến trong. Tiền đạo của các thủ Qatar lại có pha đến bóng hơi chơi với, điều đó đã khiến cho bóng đi quá cao và cú ăn bàn bị trôi qua. Bóng đến từ trong xung số 19 bất cả. Pha bóng này thì chỉ có các thủ Qatar, chính các thủ Qatar làm hỏng cơ hội ăn bàn thì các thủ Lucky mới có thể chuẩn bị phát lợi. Cắt bóng hỏng, cơ hội cứu lùi. Tình huống cắt bóng hỏng của số 24. Một không cho các thủ Lucky và đó là Hữu Hải. Ca sĩ Hữu Hải số 7 đã mở tỷ số cho các thủ Lucky. Duyên ghi bàn của số 7 khi mà anh rất ít khi có mặt trong hàng tiền đạo của Lucky ở mùa giải năm nay. Nhưng khi ca sĩ Hữu Hải có mặt thì anh là tác nhân mở tỷ số trận đấu. Pha cắt bài hỏng của hậu vệ số 21 bên phía các thủ Qatar đã khiến cho và nhầm bàn thua. Và đó là cánh của cư lùi, tôi được chuyển rất ngọt. Nếu như tình huống căng ngang của các thủ Qatar trước đó bị bỏ lỡ thì lần này là pha bóng căng ngang cũng từ cánh phải của các thủ Lucky thì mọi thứ trở nên hoàn hảo. Giữa sân cũng như cả tuyến hậu vệ của họ và cả những pha phản công như thế này, một khoảng trống bất lộ ra. Rất may là cầu thủ mang áo số 4 Văn Tâm đã làm chủ dịch, nhưng đây là một cơ hội đã lốp bóng được qua thủ môn rồi, nhưng đó là pha bỏ lỡ rất đáng tiếc. Hai cầu thủ đã đối mặt với thủ môn chính ngôn nhưng chưa có bàn thắng. Một ngày làm việc rất vất vả của thủ môn chính ngôn thì biến ảo đã tạm thời bị trôi đi, nhưng quyền kiểm soát vẫn là thuộc các thủ Qatar. Đưa bóng vào, đánh đầu, bóng đã đi ra ngoài một cách tương đối đáng tiếc, nhưng vừa rồi thì các cầu thủ Qatar cũng đã biệt vị. Chúng ta thấy là sự phối hợp rất ăn ý của các cái bóng áo xanh thì họ phối hợp 1-2 với nhau tương đối tốt giữa vòng vây của khoảng gần 10 cầu thủ Lucky. Văn Tâm cũng thi đấu rất tập trung từ đầu trận đến giờ. Và trong bàn thua của đội nhà thì cũng không có lỗi của Văn Tâm. Đây là Hoàng Trọng mở bóng cho người đồng đội ở bên phía cánh trái, loại bỏ được rồi. Đây là một cơ hội và bàn thắng đã đến dành cho các cầu thủ Qatar. Đó là Phước Cá, một pha dứt điểm ở cự ly rất gần và không có bất cứ cơ hội nào dành cho thủ thành Tô Vĩnh Lợi cả. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này, những pha phối hợp rất hay ở khu vực cánh trái của các cầu thủ Qatar. Và người kết thúc cuối cùng là cú sút lạnh lùng của Phước Cá. Bây giờ trận đấu đã quay trở lại rồi, nhưng họ lại chơi bóng hơi chậm một chút và tính bất ngờ đang tạm thời trôi qua. Và tiếp tục là một pha mở bóng dài lên. Đây là một cơ hội cú lốp bóng qua. Bàn thắng đã đến dành cho các cầu thủ Lucky. Pha lốp bóng cực kỳ xuất sắc của Hữu Danh. Sau những pha tấn công và dứt điểm không thành công trong hiệp 1 thì bây giờ Hữu Danh đã có thể thực hiện pha lốp bóng thành công và không có bất cứ cơ hội nào nữa dành cho Chí Gột. Tỷ số đã được nâng lên là 2-1 rồi dành cho các thủ Lucky. Một pha phối hợp tương đối bất ngờ và Hữu Danh bằng sự xuất sắc và sự nhạy cảm của mình đã đưa bóng qua đầu của Chí Gột. Và khoảng cách chỉ là một bàn với tỷ số 2-1. Khoảng cách chưa phải là quá an toàn với các thủ của Lucky. Tình huống không có tiếng còi. Quý âm, dứt điểm, cơ bao. Pha
bóng mà thủ thành Tô Minh Lợi đá chỗ này. Một pha bóng mà có đến 3-4 cầu thủ Qatar. Khi chưa có tiếng còi thì các thủ lúc kỳ họ cần phải tập trung để tránh mất đi những quyền lợi thế. Tuy nhiên lúc này trong tay yêu cầu đó là một tình huống phất bóng lên cho thủ thành Tô Minh Lợi. Chúng ta cùng theo dõi lại những tình huống đáng chú ý mà cả đội bóng đã tạo ra. Đây là pha bóng mà các thủ lúc kỳ cho rằng là đã có lỗi trước đó, nhưng cú đá thì thực sự rất mạnh. Quả bóng trước đó nữa của nhân Marcelo, một pha đột phá của anh. Rất tiếc, với một cú đá chính xác, đó là cú quặt bóng ngược trở lại tiếp theo của nhân Marcelo, anh đã hơi lạm dụng tốc. Vẫn đang là những sự khó khăn của các cầu thủ áo xanh. Áp sát rất căng của đội bóng Qatar. Chính xác là các cầu thủ Lucky, nhưng đã có một pha phạm lỗi rồi. Sẽ là một pha đá phạt lên dành cho các cầu thủ Lucky. Bây giờ thì một cầu thủ Lucky đang nằm trên sân rồi. Một ngày mà các cầu vệ bên phía đội bóng cam đang phải làm hết sức mình trước sức tấn công mãnh liệt của các cầu thủ Qatar. Vẫn là sóng gió dành cho các cầu thủ áo xanh. Giật tay, đưa bóng vào trong. Một pha làm tường tốt và sẽ có một pha đá phạt dành cho các cầu thủ Qatar ở cự ly cực kỳ nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Tô Minh Lợi. Đây sẽ là một trong những cơ hội cuối cùng dành cho các cầu thủ Qatar để có thể cân bằng tỷ số của trận đấu này. Và người đứng trước bóng bây giờ đang là Đức Bèo. Bóng Lucky rồi. Hoàng Trọng sẽ làm gì đây? Hoàng Trọng, cú dứt điểm của Hoàng Trọng. Bóng đã dội một hậu vệ của đội bóng cam dậy ra và sẽ chỉ là một pha phạt góc dành cho các cầu thủ Qatar mà thôi. Thời gian không còn nhiều. Và đây sẽ tiếp tục là những cơ hội cuối cùng của các cầu thủ áo xanh. Bây giờ thì gần như toàn bộ. Đưa bóng vào, có ai không? Đánh đầu. Bóng đã bị bỏ ra, nhưng lần này Tô Minh Lợi cuối là người chiến thắng cuối cùng. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Và chúng ta có thể thấy là các cầu thủ và ban huấn luyện của Lucky đã ăn mừng một chiến thắng rất vất vả. Và họ đã có được 3 điểm sau khi giành chiến thắng 2-1 trước các cầu thủ Qatar. Một trận đấu quả cảm của các cầu thủ Lucky, và họ xứng đáng với 3 điểm này. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Lucky và Qatar trong khuôn khổ giải bóng đá Bình Thành League Quốc Hoàng Minh 2024. Xin chào và hẹn gặp lại ở các trận đấu tiếp theo.